chào tất cả các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt tại bến phà Châu Giang tất cả các bạn ơi. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Monikate. Hiện giờ thì phà Châu Giang cũng đang tấp nập các bạn. Và nữa sau thì không biết cây cầu xong rồi bến phà này có còn như thế này nữa không nghe các bạn. Thì mời tất cả các bạn theo chân mình để xuống bến phà Châu Giang để lưu lại những kỷ niệm sau này các bạn. Phía xa xa phía bên đó là đang xây dựng cây cầu Châu Giang các bạn. Còn một vài năm nữa thì cái chiếc phà này sẽ không còn hoạt động nữa nha các bạn. Và phía bên sông trước mặt tất cả các bạn đây là Châu Phong các bạn, là nơi có những làng chăm tuyệt đẹp nha các bạn. Phà này thì luôn luôn là hoạt động 100% nha các bạn. Tại vì ở đây là điểm nóng các bạn ơi. Thành ra một phà phải chạy 2 chuyến đến 3 chuyến tấp nập các bạn. Xa xa xanh xanh phía bên kia là chợ Châu Đốc nha các bạn. Còn đây là ngã ba sông Châu Đốc nha các bạn. Đây là một vùng rất là nổi tiếng về nuôi cá tra và cá ba sa các bạn. Ngày xưa những cái làng bè đó các bạn. Rất là kín luôn con sông này luôn nha các bạn. Thì bây giờ thì cái nhà nước mình thì không cho phép làm điều đó nữa các bạn ơi. Vì rất là ô nhiễm môi trường các bạn. Thành ra những cái làng bè đó người ta sẽ làm những cái homestay du lịch nha các bạn. Các bạn nào có đến Châu Đốc thì hãy một lần ghé qua làng chăm hay là xuống những cái làng bè để tham quan cho biết nha các bạn. Và ghé chợ mua Châu Đốc để mình mua sắm. Và trước mặt tất cả các bạn đây là Châu Giang tất cả các bạn. Và lên trên kia là Châu Phong. Và clip tiếp theo thì Văn Linh sẽ làm chi tiết hơn về làng chăm nha các bạn. Đây, clip này thì mình chỉ giới thiệu cho tất cả các bạn biết là đây là bến phà Châu Giang,
từ Châu Đốc qua Châu Phong nha các bạn. Thì nữa sau thì chúng ta sẽ không còn đi những chuyến phà nữa các bạn ơi. Thì không biết là những chú lái phà này sẽ chuyển sang chắc lái xe các bạn. Vì ở đây đang là một cái cầu Châu Giang rất là lớn nha các bạn. Mình tạm gọi là lớn nhất khu vực Châu Đốc ha các bạn ơi. Còn nhìn về phía bên tay mình chỉ đây là bên phía hạ lưu của Châu Đốc các bạn. Còn bên đây là bên thượng lưu Châu Giang các bạn ơi, Châu Phong. Những chuyến phà rất là tấp nập hành khách nha các bạn. Vì ở đây là một cái con đường gọi là độc đạo đi về Tân Châu các bạn. Tân Châu rồi qua Hồng Ngự về, có thể chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh và Long An, Bình Dương đều được hết tất cả các bạn ơi. Các bạn nào mà có ở Châu Đốc thì cho mình xin một like với một lượt đăng ký nha các bạn. Vì ở đây là mình sẽ chia sẻ cái khoảng cách này đến về sau là chúng ta sẽ không còn gặp những chuyến phà nữa nha các bạn. Và hôm nay thì phà đang hoạt động hết công suất nha các bạn. Không còn chiếc nào để nghỉ ngơi ha. Nhưng mà không đáp ứng đủ cho bà con cô bác mình đi chơi Tết hoặc là đi mua bán nha các bạn. Mấy chú lái phà và mấy anh ở đây rất là tấp nập nha, rất là bận rộn nha các bạn. Vì hoạt động hết công suất 100% các bạn ơi. Lên bánh xuống nha các bạn. Và hiện tại bây giờ mình đang có mặt bên bến Châu Phong nha các bạn. Vì bên đây có những làng chăm và những cô gái chăm rất đẹp nha các bạn. Các bạn nào có muốn mình làm một cái video về làng chăm Châu Phong thì hãy để lại comment nha các bạn ơi. Và theo dõi mình và đăng ký kênh mình ha, nhớ bấm vô cái chuông nha các bạn. Rồi mình xin tạm biệt bến Châu Phong nha, mình sẽ quay về bến Châu Đốc tất cả các bạn ơi. Và video của mình thì cũng khá là dài rồi, mình xin hẹn lại tất cả các bạn vào một cái video tiếp theo nha các bạn. Và thấy kênh mình hay và có sự chia sẻ thì các bạn cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh nữa các bạn.
rồi, mình xin tạm biệt Bến Phà Châu Giang nha các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào một clip tiếp theo các bạn ơi. Xin chào và tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn.